điều đó, con cũng ráng áp dụng điều đó. Nó chưa được nhiều nhưng mà cũng được chút chút thì con thấy cũng đã đỡ được chút. Dạ, xin hết. Cũng rất là vui vẻ, thì ở đây cũng có nhiều cái đóng góp rất là thích thú. Thì cũng gần đây sắp sửa cũng 9-10 giờ rồi, thì quý vị cũng thấy như năm trước mình cũng đón giao thừa một năm mới, năm cũ qua đi, năm mới đến, thì hôm nay thì cũng lại là chuẩn bị tiễn đưa một năm qua đi để rồi mình đón một năm mới. Thì ở trong một cái sự mà sinh diệt vô thường như vậy thì chúng ta thấy cái sự hiện diện của chúng ta luôn luôn vẫn mãi trường tồn. Thì như vậy mình thấy rằng là ở trong cái sinh diệt đó có một cái bất sinh bất diệt. Thì từ đây thầy mới nhớ lại cái bài thơ của ngài Mãn Giác vị thiền sư ở thế kỷ thứ 11. Thì cũng tiện đây thì cũng nên dịp mà phổ trà thì cũng là cũng đọc ra cũng ngâm cho các đạo hữu để tặng cho các đạo hữu. Thì đương nhiên là ngâm không hay, nhưng mà ngâm không hay bằng hay hay là hay lắm. Thì bài thơ nó thế này: xuân đến trăm hoa rụng, xuân đi trăm hoa tàn, trước mắt việc đi mà tên độc già đến rồi. Chớ bảo xuân thần hóa dục lên, đêm qua sân trước những mai. Thì chúng ta cứ theo cái bài thơ vậy mình thấy rằng là xuân đến xuân đi, nhưng mà luôn luôn xuân nó vẫn còn mãi trong ta. Thì mình phải quay về với chính mình, sống lại là cái mùa xuân nó viên diện ở trong mình đó. Thì tự nhiên là mình thấy cái tâm hồn mình luôn luôn vẫn là thoải mái. Những cái gì nó phiền não, nó ưu tư, cứ để cho buồn nó đi đi, đừng có mắc mưu vào nó. Thì tự nhiên mình là mình tu thiền, mình trở về lại ngay cái nguồn cội đó. Đơn giản có chút xíu đó, mình sống được như là Nam Mô Phật. Tứ đại điều hòa để nhiều có điều để nhiều các chúng con tu tập. Riêng cá nhân con thì cái tâm năm giờ này thật ra rất là tự thấy rất là tu rất lùi. Thì nhà có hai bà cụ đều mong cụ mới 97 tuổi, thì mới qua đời cũng mong cụ mới qua đời cách đây cũng mấy cũng hơn 2 tháng. Nay thì bà cụ 93, hai người đều già hết rồi. Anh em trong nhà chưa người nào mà đều thay phiên nhau coi, không có thể không có đi vô một sinh hoa, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng. Thì những ngày chủ nhật theo như thừa bát thì chủ nhật thì phải từ 5 giờ trở về, thì con khoảng chừng 2-3 giờ chiều nhận ca rồi phải coi bà già, bởi vì không có nguyên một năm vừa qua. Con rất thật lùi, không có buồn, chưa đi thọ bát ngày nào hết trong năm vừa, trong cái năm này. Nhưng mà tuy con không có rất, nhưng mà mỗi đêm mà thì cũng mở văn và thì cũng là ra để mà đáng tu tập. Mặc dù mà con ở nhà, nhưng mà thật ra những tầm nào không đi thì tới chùa cũng cảm thấy như vậy, rất là nhớ thầy. Nhất là nhớ thầy Đăng Định giảng về kinh Pháp Cú. Và thì có bữa lúc nghe ngày thì tuần nghe được tuần hay không, đôi khi con có làm thời lặng 5-6-7 tuần cũng đưa vô chùa làm một lần, nhưng mà phải biết sao hơn thì phải cố gắng. Con hy vọng một ngày nào con sẽ khi ông cụ gửi email vào đó thì con cũng hy vọng trở lại tu tập, các thầy chỉ dạy để tu tập, tiếp tục tu tập. Thôi con không biết tí gì hơn, cứ thêm năm mới cũng xin chí thầy dồi dào sức khỏe và
để mà dìu dắt Phật tử chúng con. Và con xin chia sẻ với đạo hữu và Phật tử chúc Lâm Minh Chánh chúc thiện mới, con chúc năm mới mùi, con chúc cho quý vị Phật tử khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, con cái học hành tấn tới và sự như ý. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sự nguyên hành ra để dẫn dắt chúng con trên đường tu học.
rồi xung quanh cầu chúc quý Phật tử được nhiều hạnh phúc, tâm thường an lạc và luôn luôn có thời giờ để dù ở cách khó khăn chi nữa cũng về chùa, dù ngoài trời tuyết nhưng trong lòng vẫn ấm êm và vẫn đi về chùa. Thì còn riêng về chuyến đi vừa qua thì con xin ghi nhận, con cảm ơn quý thầy, nhất là thầy Tuệ Tĩnh, kế đó là thầy Đạo Tuấn, thêm đó là thầy Đạo Thục và có gia đình vị thầy trẻ khác đã giúp đỡ cho chuyến đi được rất là mỹ mãn và được là hoàn hảo. Mặc dù cái thời gian đi rất ngắn, chỉ có một cái trip chỉ có 2 tuần, và chúng con đã đi được tham quan 33 thiền viện tại ở trong Tâm Môn và 3-4 chùa ngoài Tâm Môn. Điều đó là điều không thể nào mà thực hiện được nếu một cá nhân mà đi trong vòng 2 tuần. Con xin chắc đi không được 1/4 cái chùa, 1/4 những chùa đó và 1/3 những chùa đó, con xin chắc không thể làm đi được. Và hơn thế nữa, nhờ uy danh của quý thầy và uy danh của thầy Tuệ Tĩnh là sẽ đi tới đâu tất cả các chùa đón tiếp rất là niềm nở, rất vui vẻ và coi như giống như chúng con trong một nhà. Bên phái nam cũng như phái nữ, con thấy rất là hòa hợp với nhau, trong tình giống như là một gia đình, một cái máy ấm còn hơn một gia đình bình thường của bên ngoài nữa. Thì điều đó con rất là hoan hỷ, rất là mừng, con ghi nhận điều đó. Và con cũng không quên ơn những chùa, những sư cô, những quý thầy đã tiếp đón một cách rất đồng hậu, tới chùa nào ăn uống ngủ nghỉ rất chu đáo, và điều đó con không thể nào nào được. Ngay cả khi đi tới ngoài Bắc thì có đạo tràng kiên cố, họ đã muốn tàu, họ đã bao chuyến xe chuyến tàu đi ra ngoài ăn, gọi là ăn dinner on the cruise ở ngoài biển, và họ đã bao luôn cả cuốn thuyền cũng như về tới Đà Nẵng, họ bao luôn chỗ ngủ chỗ ăn. Thành ra quy danh thầy rất là cao, rất là có tiếng. Thành ra đi tới đâu cũng tàu tràng họ đều mời họ tới và họ đài họ rất nhiều. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con là Diệu Hương, và trước thềm năm mới con xin chúc thầy, tất cả quý thầy và quý Phật tử trong năm mới được rất nhiều quý thầy tự tu hành quý thầy tu hành để hướng dẫn thầy bọn con đường tu tập. Và con cầu chúc cả gia đình trong năm mới dồi dào sức khỏe và đi. Thì con cũng kế tiếp trong chuyến đi này là rất là thành công, rất là vui vẻ, nhờ sự hướng dẫn của thầy chủ trì và thầy đạo tuấn và tất cả quý thầy của Việt Nam. Lời của mình tính nói là tất cả là vui vẻ, tới đâu là quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử bên đó tiếp đón rất là không biết nói làm sao nữa. Và cũng như là tận tình lo cho chúng con là đầy đủ hết, không có thiếu gì hết, ăn uống rồi ngủ nghỉ rồi khách sạn rồi là nhà cho chúng con. Cảm ơn thầy chủ trì đã dẫn các con đi về Việt Nam để tham quan một ít để cũng là tiếp theo buổi tiệc trà đến đây xin tạm chấm dứt và con kính xin được tòa tuyên bố bế mạc buổi tiệc trà ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, kính thưa tất cả các Phật tử. Thì buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, cũng năm nào rồi cũng sẽ trôi qua. Tuy nhiên, năm rồi cũng trôi qua, năm này rồi cũng trôi qua. Và
cái trôi qua để mở màn cho một năm mới với đầy biết bao nhiêu hứa hẹn, để biết bao nhiêu tương lai đón chào của chúng ta. Vậy thì trong những cái giờ phút cuối cùng còn động lại với một năm, không có cái gì quý báu hơn. Cho nên những giờ phút mà chúng ta ngồi lại đây là những giờ phút bất diệt. Đây là cái mùa xuân viên mãn mãi mãi, từ trong năm này cho tới năm khác, là một cái nhịp cầu tái sanh từ cuộc đời này qua cuộc đời kia. Và đây là cái chỉ của thiền tâm. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng tạm dừng ở đây để rồi nghỉ ngơi, rồi chặt 10 giờ để chúng ta ngồi lặng lại để mà quay về với chính mình, mà soi rọi lại chính mình những cái thời gian trôi qua mình đã có những cái tiến bộ nào, và để phát huy tất cả những cái tiến bộ đó trong những năm tới làm một cái đà đầu sầu tâm trường vượt qua. Thì tới đây thì cũng như là hơi khuya để cho quý vị nghỉ ngơi chút, sau đó chúng ta chuẩn bị đón giao thừa một năm mới tất mùi đầy hứa hẹn và hy vọng. Nam mô Phật Tổ Sư Ca Mâu Ni. Thank you.